chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau: giải mật thất bại các dịch vụ xâm nhập vào Việt Nam chống phá của tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị, an ninh Việt Nam đập tan nhiều vụ xâm nhập miền Bắc chống phá và giải cứu con tin của tình báo Hoa Nam nhằm làm suy yếu tiềm lực tài chính và quân sự của Việt Nam. Vì sao tình báo Hoa Nam luôn thất bại trong mặt trận tình báo này? Tất cả đều sẽ được giải mã trong chương trình thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, trong vòng mấy tháng qua, tình báo Hoa Nam Trung Quốc thực hiện ít nhất hàng chục dịch vụ xâm nhập miền Bắc Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau, nhưng hầu như tất cả đều thất bại nặng nề. Hầu hết các vụ xâm nhập miền Bắc Việt Nam do bộ phận tình báo tại Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội thực hiện. Chi tiết các dịch vụ tuyệt mật này vừa được Trung tâm Nghiên cứu Tình báo thuộc Cơ quan Tình báo M13 của Lực lượng Hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa giải mật. Theo các nguồn tin trên chúng tôi có được, tình báo Hoa Nam thời gian gần đây thường đẩy mạnh các phi vụ chống phá Việt Nam với mưu đồ buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Triều Đại Hán. Sau thời gian chuẩn bị bao gồm cả việc tuyển mộ, đào tạo điệp viên với sự hợp tác được cho là toàn diện nhất với cơ quan an ninh của chính quyền Trung Quốc. Được biết, tình báo Hoa Nam đã thực hiện được điệp vụ đầu tiên xâm nhập miền Bắc Việt Nam. Một nam điệp viên đã bơi qua biển Quảng Ninh bằng xăm ô tô trước nửa đêm. Một sĩ quan người Việt khác chờ sẵn ở bờ bên kia để xì hơi, cắt xăm và chôn xuống đất nước trước khi điệp viên đi bộ về hướng Quảng Ninh. Với các giấy tờ do tình báo Hoa Nam cung cấp, điệp viên này vượt qua hai chốt kiểm tra của cảnh sát để đến gần thị trấn Hồ Xá trước khi trở về phía Quảng Tây bằng đường cũ. Thông tin không cho biết điệp viên này đã thực hiện được nhiệm vụ gì phía bên kia. Gần đây, văn phòng tình báo Hoa Nam tại Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội đã sẵn sàng cho các vụ xâm nhập bằng cách nhảy dù từ máy bay và bằng đường biển. Trong khi đội biệt kích nhảy dù vẫn phải chờ tới lúc thời tiết thuận lợi và tuần trăng lên, một điệp viên được thuyền máy đánh cá, loại quen thuộc trong khu vực, đưa vào miền Bắc. Một nam điệp viên cập bờ tại vùng núi Đá Vôi, nhấp nhô ở Vịnh Hạ Long. Phía đông cảng Hải Phòng và kế hoạch vạch sẵn bắt đầu với việc tìm kiếm nơi người thân trong gia đình đang sinh sống trong vùng. Cũng theo kế hoạch, điệp viên này tuyển mộ vài người địa phương nhằm giúp vận hành máy phát tín vô tuyến RS-1. Văn phòng tình báo Hoa Nam xác định phải mất nhiều tuần mới có thể nhận được tín hiệu nếu điệp viên không tìm được cộng sự ở địa phương. Nhưng trên thực tế, họ không phải chờ lâu. Với sự giúp đỡ của người thân, điệp viên trên nhanh chóng tìm được chỗ giấu máy phát tín hiệu radio trong rừng. Sau đó họ phát đi thông điệp đầu tiên trong tổng cộng 23 tin sau này. Sau đó phía Trung Quốc đột nhiên không còn nhận được tín hiệu từ Vịnh Hạ Long. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, được biết lực lượng an ninh Việt Nam đã bắt giữ điệp viên này cùng anh trai vì tội làm gián điệp. Lỗ hổng bắt đầu từ việc một dân chài phát hiện ra chiếc xuồng nhỏ giấu ở bờ biển được điệp viên sử dụng để di chuyển từ thuyền đánh cá vào bờ. Trong cuộc tìm kiếm sau đó, an ninh phát hiện ra nơi cất giấu tạm thời máy phát tín hiệu radio RS-1 của điệp viên tình báo Hoa Nam. Trong một diễn biến khác, sau đó tình báo Hoa Nam lần đầu tiên tiến hành điệp vụ xâm nhập miền Bắc Việt Nam bằng biệt kích nhảy dù. Phi công đặc nhiệm Giao Long lái máy bay dân sự hai động cơ C-47. Đưa nhóm biệt kích con Hải Ly của tình báo Hoa Nam bí mật bay vào không phận miền Bắc trong đêm trăng sáng. Được đánh giá cao về khả năng phát hiện mục tiêu nhảy dù trong đêm trăng, nhóm con Hải Ly nhảy dù xuống khu vực đã định trước thuộc tỉnh Sơn La với mục tiêu sẽ lẩn quất trong khu vực thuộc đường số 6 và có thể thực thi nhiệm vụ giám sát sự ủng hộ của tình báo Hoa Nam cho các nhóm nổi dậy tại khu vực này. Phi công đặc nhiệm Giao Long Cao Văn Tĩnh thông báo cho hay đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi văn phòng tình báo Hoa Nam tại Hà Nội ngày càng lo lắng khi chờ đợi tín hiệu liên lạc đầu tiên qua radio. Con Hải Ly được tuyển lựa kỹ và tình báo Hoa Nam đặt kỳ vọng sẽ sống sót ở khu vực xa xôi vốn không có người kinh sinh sống. Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm con Hải Ly nằm gọn trong tay lực lượng an ninh Việt Nam chỉ 4 ngày sau khi nhảy dù. Cuộc nhảy dù này diễn ra gần một trạm radar ở huyện Mộc Châu. Mặt khác, dân làng cũng thông báo về tiếng động lạ phát ra từ máy bay trong đêm khi bay qua các ngôi làng xa xôi của họ. Dù đã tính toán từ trước,
Nhưng điểm nhảy dù của các điệp viên tình báo Hoa Nam chỉ cách một trong những ngôi làng kia 1 km. Lực lượng an ninh quân đoàn 1 chỉ mất 3 ngày để tiếp cận và bao vây nhóm con Hải Ly. Khi chưa nổ súng, nhóm biệt kích tình báo trên đã đầu hàng vì lo sợ bị tiêu diệt. Trong khi đó, chưa biết sự việc trên như thế nào, tình báo Hoa Nam tiếp tục cho nhóm biệt kích nhảy dù mang biệt danh Tia Chớp xâm nhập miền Bắc. Theo kế hoạch, nhóm Tia Chớp đổ bộ xuống vị trí gần với nhóm con Hải Ly, chết về phía Đông Nam. Theo báo cáo của phi công, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tưởng như việc xâm nhập thành công. Tuy nhiên, cũng như nhóm con Hải Ly, nhóm Tia Chớp không liên lạc trong một tuần đầu tiên. Khi Tia Chớp phát tín hiệu đầu tiên, nhưng sai quy ước, văn phòng tình báo Hoa Nam tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội cho rằng có thể họ thực hiện trong tình trạng căng thẳng, lo lắng, nhưng cũng nghi ngờ các tín hiệu trên phát đi trong điều kiện nhóm biệt kích đã bị lực lượng an ninh quân đội Việt Nam kiểm soát. Trong khi các quan chức tình báo Hoa Nam tại Hà Nội đang đấu tranh, tranh cãi về các khả năng có thể xảy ra. Trên thực tế, Tia Chớp cũng chịu chung số phận như nhóm biệt kích nhảy dù đầu tiên. Nhóm này nhảy dù xuống gần một ngôi làng từ máy bay dân sự C-47 và bị dân làng phát hiện. Lần phát tín hiệu đầu tiên thực ra không bị kiểm soát bởi lực lượng quân đoàn 1. Nhóm Tia Chớp sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn tới biên giới Lào. Ngày hôm sau, Tia Chớp gửi về văn phòng tại Hà Nội thông điệp rõ ràng đã bị bắt và ngày hôm sau nhắc lại thông điệp trên. Tuy nhiên, văn phòng tình báo Hoa Nam tại Hà Nội đã không báo cáo về tổng hành dinh ở Bắc Kinh chi tiết này vì vẫn cố nuôi hy vọng. Trong khi đó, tổng hành dinh bắt đầu lo ngại về sự im lặng của hai nhóm trên. Ngay cả khi nhóm Tia Chớp phát tín hiệu liên lạc đầu tiên, nhưng có dấu hiệu bất thường cũng khiến tình báo Hoa Nam lo lắng. Chưa biết rõ số phận của hai nhóm này, nhưng tình báo Hoa Nam vẫn quyết định cho nhóm thứ ba mật danh Đại Bàng Trắng nhảy dù xuống phía Tây Bắc tỉnh Lai Châu. Cũng như hai nhóm biệt kích trước, lo ngại của tình báo Hoa Nam tại Bắc Kinh trở thành hiện thực khi Đại Bàng Trắng bị tống vào nhà giam chỉ 5 ngày sau khi nhảy dù. Được biết, Đại Bàng Trắng đã chạm trán với nhóm tuần tra của lực lượng biên phòng khi đang leo đồi tìm nơi phát tín hiệu vô tuyến và bị bắt. Trong quá trình huấn luyện, Đại Bàng Trắng được tình báo Hoa Nam đánh giá là nhóm nổi trội nhất trong 3 nhóm biệt kích nhảy dù đầu tiên được đào tạo để xâm nhập miền Bắc. Trên thực tế, Đại Bàng Trắng đã kịp gửi tình báo về tình hình của họ và giải thích lý do im lặng trong thời gian dài là phải dò tìm sóng vô tuyến điện. Đến cuối tháng 3 vừa qua, cả 3 nhóm biệt kích nhảy dù đều bị bắt khi xâm nhập vào miền Bắc Việt Nam, trong khi tình báo Hoa Nam ở Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục nuôi hy vọng. Tổng hành dinh tại Trung Quốc lúc này nổ ra tranh cãi về nhóm Đại Bàng và sự mất tích bí ẩn của một máy bay dân sự làm nhiệm vụ tiếp tế cho nhóm Tia Chớp. Lãnh đạo tình báo Hoa Nam lúc này như bị căng thẳng quanh việc có nên tiếp tục mạo hiểm tiếp tế cho các nhóm biệt kích. Họ cho rằng đã có nhiều thông tin liên quan đến 3 nhóm biệt kích trên và có thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, có lẽ vì không muốn thừa nhận thất bại, cuối cùng tổng hành dinh ở Bắc Kinh chấp thuận vẫn tiếp tế nếu chưa có bằng chứng về việc cả 3 nhóm biệt kích đã nằm trong tay lực lượng quân đội Việt Nam. Tổng hành dinh tình báo Hoa Nam còn cho rằng các nhóm biệt kích cần tiến hành ngay giai đoạn 2 là tổ chức và trực tiếp xây dựng mạng lưới tình báo. Tổng hành dinh cũng đề xuất thiết lập các vùng an toàn nơi các nhóm biệt kích đứng ra tổ chức cho dân địa phương chống lại lực lượng an ninh và quân đội Việt Nam. Tổng hành dinh chất vấn rằng vì sao không cho các nhóm biệt kích nhảy dù xuống gần nơi người thân trong gia đình, họ hàng của họ sinh sống để ít nhất có thể lẩn trốn an toàn trong những ngày đầu. Phải tới tháng 4, tổng hành dinh tình báo Hoa Nam mới khẳng định được thực tế cả 3 nhóm biệt kích nhảy dù trên đều rơi vào tay lực lượng an ninh và quân đội Việt Nam. Không nhóm biệt kích nào trong số này thu thập và gửi về được thông tin tình báo có giá trị. Ngoài 3 nhóm trên, tình báo Hoa Nam còn cử một điệp viên khác nhảy dù xuống miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ tuyển mộ người uy tín. Tuy nhiên, chi tiết về điệp viên này chưa được tiết lộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn tiến tiếp theo của sự kiện nóng này và sẽ cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Không quân Ukraine thừa nhận bơm lượng mới của Nga không phải dạng vừa. Hồi đầu năm nay, Nga đã công bố các loại bơm dẫn đường mới, về cơ bản là bơm thông thường, được nâng cấp để thả từ máy bay ném bom đa năng, nhằm tiến hành các cuộc tấn công chính xác và nguy hiểm vào cứ điểm đối phương ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến. Ngoài các loại bơm thông minh được thiết kế đặc biệt,
Nga cũng sử dụng phiên bản sửa đổi của các loại bom thả từ trên không có trọng lượng 500 kg mà nước này đang có trong kho dự trữ với số lượng lớn. Giới phân tích cho rằng điều đó đã đặt ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với Ukraine. Bằng cách biến những quả bom đơn giản thành bom dẫn đường, Nga đang phát triển một loại vũ khí chiến thuật có giá thành rẻ, khá hiệu quả. Với số lượng lớn hơn nhiều so với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vốn đang cạn kiệt trong kho vũ khí của họ. Ít nhất việc sử dụng các loại bom này có thể hỗ trợ một phần cho các hoạt động dưới mặt đất của Nga khi họ thiếu sự yểm trợ trên không. Việc sử dụng bom dẫn đường đã phần nào mang lại lợi thế cho Nga dọc tiền tuyến, đặc biệt là khi đối phó với hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực Ariska ở tỉnh Donetsk. Trong khi đó, không quân Ukraine gọi đây là một tình huống nguy hiểm. Bom dẫn đường của Nga thường được phóng bên ngoài phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine và Kiev có rất ít biện pháp để chống lại chúng. Không quân Nga một lần nữa hối thúc phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa không đối không tầm xa hiện đại để ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay Nga mang theo bom dẫn đường bay cách xa tiền tuyến. Những loại bom lượng mà Nga đang sử dụng tại Ukraine. Vào đêm ngày 24 tháng 3 năm 2023, quân đội Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn ở vùng Sumy. Các máy bay của Nga đã thả 11 quả bom thông thường nặng 500 kg, được gắn thêm thiết bị cải tiến UMPK, mù đun dẫn đường và lượng. Thiết bị này được cho là sẽ cung cấp cho bom FAB-500M-62 có từ thời Liên Xô, hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh đơn giản và một đuôi cánh. Theo các nguồn tin của Nga, chi phí sản xuất thiết bị UMPK vào khoảng 2 triệu rúp, tương đương 24.000 USD. Sau khi được lắp đặt UMPK, một quả bom thông thường sẽ trở thành bom lượng giá thành rẻ, có thể thay thế cho tên lửa dẫn đường đắt đỏ mang đầu đạn nặng 390 kg. Giá của một tên lửa hành trình Kalik mang đầu đạn nặng 450 kg với tầm bắn tới 1.500 km lên đến gần 6.5 triệu USD. Theo đánh giá của lực lượng không quân Ukraine, những quả bom gắn UMPK khi được phóng từ độ cao lớn, di chuyển với tốc độ cao có tầm bắn hiệu quả trên 50 km, có thể giáng đòn nặng nề vào các phòng tuyến và hậu phương của Ukraine. Dù độ chính xác của chúng chưa được xác định rõ, nhưng giá thành rẻ và sự sẵn có của các loại bom như FAB-500M-62 trong kho dự trữ sẽ giúp Nga phần nào giải quyết vấn đề thiếu hụt vũ khí. Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 thả 20 quả bom dẫn đường cải tiến dọc theo chiến tuyến mỗi ngày. Ngoài loại bom này, Nga cũng sử dụng các loại bom dẫn đường hạng nhẹ khác như KAB-20L hoặc KAB-50S thả từ máy bay không người lái Fortress để tấn công cứ điểm của Ukraine. Moscow cũng sở hữu một số bom lượng thông minh nguy hiểm không kém so với bom thông minh GBAM-ER mà Mỹ cung cấp cho Ukraine với tầm bắn hiệu quả lên đến 72 km. Hồi tháng 3 vừa qua, các lực lượng Nga được cho là đã sử dụng bom dẫn đường UPAB-1500B nặng 1.500 kg ở Ariska, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt. Bom thông minh UPAB-1500B của Nga được giới thiệu từ năm 2019. Theo nhà sản xuất, phiên bản xuất khẩu của loại bom này có khả năng mang đầu đạn 1.010 kg. Bom được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Hệ thống điều hướng UPAB-1500B có thể được thả ở độ cao 15 km, cách mục tiêu khoảng 50 km, giúp máy bay mang chúng không bị hệ thống phòng không tầm xa của đối phương phát hiện và nhắm bắn. UPAB-1500B có thể được sử dụng cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4+ hoặc thứ 5. Theo Defense Express, số lượng bom UPAB-1500B cùng với phiên bản nhỏ hơn của chúng là UPAB-500V trong kho dự trữ của Nga không nhiều. Ukraine đau đầu tìm giải pháp ứng phó. Không quân Ukraine đã nhiều lần báo động về mối đe dọa từ bom lượng của Nga và nỗ lực tìm kiếm giải pháp đối phó. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine, đại tá Yuri Hinas cho biết, ngay cả khi bom lượng của Nga được thả ở khoảng cách từ 20 km đến 30 km, nó vẫn gây nguy hiểm với hệ thống phòng thủ của Ukraine. Theo ông Yuri Hinas, cách khả thi nhất để ngăn chặn mối đe dọa này là chống lại các loại máy bay mang bom lượng của Nga. Nhưng các máy bay chiến đấu MiG-29 và Sukhoi Su-27 của Ukraine khá lỗi thời. Chưa kể chúng thiếu tên lửa không đối không tầm xa hiện đại, thiếu hệ thống radar tinh vi, vì thế không thể đối đầu với máy bay chiến đấu hiện đại của Nga,
cùng các hệ thống phòng không của nước này. Kể từ khi xung đột nổ ra, quân đội Ukraine đã duy trì một mạng lưới phòng không nhiều lớp trên mặt đất. Vấn đề nằm ở chỗ phạm vi hoạt động của chúng khá hạn chế. Phạm vi phòng thủ của các hệ thống S-300 lên tới 75 km, còn của hệ thống Bus M1 lên tới 35 km. Ngay cả khi được triển khai ở các khu vực phía sau, cách chiến tuyến từ 10 đến 15 km, những hệ thống này có thể vẫn bị thiết bị trinh sát điện tử của Nga phát hiện và bị tấn công. Ukraine đang thiếu trầm trọng các hệ thống phòng không tầm xa. Những hệ thống phòng thủ như IRIST do Đức cung cấp được cho là khá hiệu quả, nhưng phạm vi hoạt động của nó chỉ giới hạn 25 km. Vì thế, không thể chống lại các bom, loại bom dẫn đường, có tầm hoạt động 50 km. Không quân Ukraine cho rằng các hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ và SAMPT do tập đoàn Liên Doanh Pháp, Italy, Egosam phát triển có thể cung cấp một giải pháp giúp họ đối phó với bom lượng của Nga.